1 2 6 7 lưng. 1 2 6 7. Vâng ạ, xin được chào mừng tất cả các bác đã cùng trở lại với Quân Olo. Và tiếp tục các cái video thì ngày hôm nay em sẽ lên video. Và đặc biệt hơn là ngày hôm nay thì bên em rất là vui mừng. Bởi vì là với cái số lượng mà các bác đã theo dõi kênh của em thì bây giờ hiện tại nó đã đạt đến gọi là rơi vào là 2.000 người theo dõi cái kênh của em rồi. Và ngày hôm nay thì em có một vài cái bộ mic BBS, hàng của BBS này, GS111, được chưa? Đây là một phiên bản đầu thu nhỏ của hãng BBS có cảm biến tự ngắt các bác nhá. Thì nhân cái cơ hội mà tất cả các bác đã yêu quý em, dành thời gian ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua, và đến bây giờ nó đã đạt mốc là 2.000 người theo dõi kênh của em rồi. Chính vì vậy thì ngày hôm nay thì em cũng thông qua cái video này cảm ơn các bác rất nhiều. Và cũng có một số cái bộ mic đầu thu nhỏ BBS GS111 để gửi đến tất cả các bác, những ai đã yêu thích và theo dõi cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua, được chưa? Thì và đặc biệt hơn là với những bộ mic này thì em khẳng định luôn, trước khi em vào video và em giới thiệu qua cái sản phẩm thì em cũng nói luôn rằng ngày hôm nay với cái mục đích là cảm ơn, tri ân tất cả các bác đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Và cái số lượng người theo dõi cái kênh của em nó đạt được cái mốc như vậy thì đó là một cái gọi là niềm động lực cho em rất là lớn. Thế chính vì thế là ngày hôm nay thì coi như là những cái bộ mic này là em là có những cái món quà dành để tặng đến các bác với những cái giá thì rất là ưu đãi thôi. Chính vì vậy nên là em sẽ cùng với tất cả các bác đi tham khảo cái bộ mic này, sau đây em sẽ báo giá cho tất cả các bác để các bác cùng tham khảo chọn cho mình một bộ mic cho mình chơi đúng mục đích sử dụng của mình các bác nhé. Ok, đây vào video thì ngày hôm nay em có 6 bộ mic BBS này. Em có 6 bộ mic BBS GS111, được chưa? BBS GS111, đây là một mã đầu thu nhỏ của hãng BBS. Đấy, em để tay đây một đã. Đây nha các bác nhé. Đằng trước này thì ở đây chúng ta có set, tức là các bác có thể chọn được tần số này, âm lượng này. Đây này các bác ấn lên là âm lượng. Một số bác mua rồi của em rồi thì có thể là biết là đây là âm lượng lên, âm lượng xuống này. Đấy, âm lượng hai bên nhá. Đấy, GS111. Đây là một phân khúc có tự ngắt các bác nhá. Đây đằng sau các bác làm sự kiện này. Dòng này thì sóng sánh rất là ổn định cho nên các bác có thể làm sự kiện thoải mái luôn. Được chưa? Đằng sau có hai jack cao lông, các bác có thể kết nối để kết nối dàn mixer đi làm sự kiện này. Còn các bác hát karaoke thì với cái dòng này thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, AB này, jack 6 ly này. Con này sử dụng nguồn 8V này các bác này. 8V, 89V thì dùng được hết. Được chưa? BBS đầu thu nhỏ. Đây. Cái dòng này thì cũng khá là nhiều trên thị trường rồi, với các mã khác nhau. Được chưa? Rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì đây, em sẽ cho các bác xem cái tay. Ok. Đây là những cái tay BBS của em. Đấy, mã đầu thu nhỏ, được chưa? Nhìn tổng thể thì nó rất là đẹp các bác nhá. Thế nhưng mà cái hàng bãi cho nên là một số cái vết xước nhỏ nhỏ này. Đấy, một số các cái vết xước nhỏ nhỏ này, hoặc là chẳng may nó có bị rơi, nó có bị lứt đây một tí thì các bác hết sức thông cảm nhá. Bởi vì là hàng thì đấy, đấy chưa? Ok chưa? Đấy. Rất là đẹp. Hàng rất đẹp. Nói chung tổng thể nó còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, tổng thể nó còn rất là đẹp và số lượng em chỉ có 6 bộ thôi. 6 bộ thôi. Sẽ cũng rất là nhanh hết. Con này sử dụng côn trắng các bác nhá. Đây. Con này sử dụng côn trắng này. Được chưa? Lẫy pin còn nguyên nhá. Lẫy pin còn nguyên, và đặc biệt cái dòng BBS thì cái chân để pin này các bác này. Cái chân này thì thực sự nó rất là bền. Rất là ít khi nó bị hỏng và bị rỉ cái chân này. Đấy, lẫy pin còn nguyên này. Đấy, hàng tổng thể còn rất là đẹp. Còn cái chuyện xước răm nhỏ nhỏ này không tránh được các bác nhá. Được chưa? Tổng thể nó còn rất là đẹp. Đấy, em alo lại tiếng mic, sau đấy em báo luôn giá cho tất cả các bác. Ngày hôm nay tri ân coi như là tặng quà cho các bác nhá. Đây. Đây em alo lại tiếng mic xong em báo luôn giá cho các bác tham khảo. Đây. Con này có tự ngắt các bác nhá. Đây bỏ cái mic xuống này. Đấy, nó hết pin này, đấy, nó hết pin này, đây là nó ok này. Tiếng rất là thật. Lên 1 2 6 7. Đây các bác nhá. Đây để này. Đấy, vẫn bắt này. Thế nhưng mà để 1 2 3 giây này. Đấy, nó nháy xanh này các bác thấy chưa? Các bác thấy chưa? Nó nháy xanh này. Thì bây giờ nó lại không bắt nữa. Đây là tự ngắt các bác nhá. Cái mic này là mic tự ngắt nhá. Đây lắm tay vào này. Đấy, nó xanh luôn này. Trời. Đấy, nó lại lên. Được, 1 2 6. Ok, bây giờ em sẽ thử một chút karaoke cho các bác cùng tham khảo và trải nghiệm cái chất âm. Và trước khi em tham khảo thì
em vào em hát thử cho các bác nghe. Thì em cũng báo giá luôn cho tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay với những bộ mic BBS đầu thu nhỏ GS111 trên thị trường hiện nay anh em đang bán dao động từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8 bộ mic này. Được chưa? Và thậm chí là có ngoài 3 triệu. Thế nhưng ngày hôm nay bên em có những bộ mic này vẫn muốn tri ân đến tất cả các bác trong suốt thời gian vừa qua ủng hộ bên Quân Hô. Thì ngày hôm nay bên em bán cho các bác với giá là 2.200.000. 2.200.000 em sẽ bao ship và tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho các bác nhé. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, cắm vào được thử chất âm, nếu mà ưng thì thanh toán tiền cho em. Được chưa? 2.200.000 em khẳng định luôn, đây là giá rất là tốt rồi. Giá này là giá để gọi là tri ân các bác trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của em để nó đạt được đến ngày hôm nay. Được chưa? Được 1.267. 2.200.000 một bộ bao ship luôn. Ok. Thì em sẽ test thử một chút cho các bác cùng tham khảo. Đây để một cái tay đây. Để cái tay đây các bác, lấy bác ai muốn tham khảo cái tay. Sóng bay đừng. Đấy. Đấy các bác nhìn thấy sóng này. Đó em hát này, đẩy đi. Sóng bay. Đêm trắng đêm trong đèn tối điên, nhớ chuyện xưa ngọt ngào. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu say. Đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn tật. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chung đành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ, nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng, gửi tròn niềm ước mong, biệt biệt một bóng, đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong, vì lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Ok. Em hát qua một chút cho các bác cùng cảm nhận cái chất âm và cái sự sóng sánh của cái bộ mic BBS GS111 để xem nó có ổn định hay không các bác nhé. Và được 1.267. Đấy, tiếng dòng này thì đảm bảo với các bác là nó rất là thật. Được chưa? Và với những bộ mic này thì em báo lại cho tất cả bác nhá. 2.200.000 em sẽ bao ship và tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho tất cả bác, được chưa? Các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0982 838695 để cùng đặt hàng với những bộ mic này. Ok, xin được cảm ơn các bác rất nhiều.